Hello, xin chào các bạn, mình là Chu Kênh Phát. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và video hôm nay sẽ tiếp tục với series tập luyện Muay Thái tại nhà. Ngày hôm nay mình sẽ làm về 20 phút tập luyện Shadow Boxing. Ở phần Muay Thái là mình sẽ có những cái buổi tập Shadow Boxing riêng nha các bạn, cùng với những dụng cụ như sau: một cọng dây nhảy và tạ tay dumbbell 1 kg nha các bạn. Mình sẽ sắp xếp trình tự tập luyện như sau. Thứ nhất là mình sẽ nhảy dây khởi động, và thứ hai là mình sẽ khởi động chuyên môn với lại tạ tay 1 kg. Nói chung mình sẽ dạng như là tập bổ trợ, mình tập trung vô cái đòn tay số 2 nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ khởi động chuyên môn trước nha các bạn. Thì cái phần khởi động chuyên môn này mình sẽ lướt qua, mình sẽ làm tua nhanh qua nha các bạn. Đầu tiên khởi động bằng nhảy dây. Thì cái nhảy dây thì mình sẽ nhảy 3 phút nha các bạn. Ok, bắt đầu. Chuẩn bị. Đầu tiên khi mới vô nhảy dây thì mình nhảy nhịp nhàng thôi, nhẹ nhàng, nhịp đều hai chân. Nếu mà mình muốn dạng như khi các bạn mà muốn tập nâng cao hơn nữa thì các bạn có thể nhảy từ 5 đến 10 phút, có thể là 15 đến 20 phút nha các bạn. Mình có thể chia đều các hiệp, giữa các hiệp ví dụ như mình nhảy 3 phút, mình nghỉ 30 giây, 3 phút nghỉ 1 phút. Đó, mình sẽ rồi lặp lại, mình có thể làm từ 3 đến 4 hiệp như vậy nha các bạn. Yeah. Và trong cái bài nhảy dây á, đa số tất cả các bộ môn ví dụ như là boxing hoặc là Muay Thái cũng vậy, người ta sẽ dạng như là người ta sẽ chú trọng đến bài nhảy dây. Nhảy dây nó sẽ giúp khởi động tốt nè, cái tay ví dụ như cái tay của mình khi mình nhảy dây á, thì những cái cộng cơ ở đây nó sẽ rất là mỏi, nó sẽ bổ trợ cho tay mình, mình sẽ đấm, sẽ cái tay mình nó sẽ đấm bền hơn nha các bạn. Rồi 1 phút. Trung bình á, một ngày á mình có thể nhảy dây tầm 20 phút, là sáng 20 phút, chiều 20 phút mình có thể nhảy dây 2 lần như vậy. Và trước khi vô buổi tập chính nha các bạn. Rồi. Tiếp theo còn 1 phút cuối thì mình nhảy còn một chân nè, đổi nè. Mình sẽ đổi cách nhảy nè. Phần này là mình sẽ tập trong trụ nha các bạn. Rồi 10 giây đổi chân. Rồi, sau khi khoảng 10 giây là bạn đã lăn. Đã lăn thì mình sẽ đá tầm 20 giây. Rồi 20 giây cuối nó có gối. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Ok, tiếp nhảy dây. Mình sẽ tở tầm 30 giây nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mà dạng chưa quen á, mình có thể thở 1 phút, 2 phút và vô bài tập tiếp theo. Sau khi khởi động làm nóng bằng nhảy dây thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ tập đến tạ tay 1 kg nha các bạn. Tạ tay 1 kg này mình sẽ đấm đều 1-2 như thế này. Đó, cái phần này mình sẽ làm 2 phút nha các bạn, đều liên tục. Đó, 2 phút, 30 giây. Rồi, mình sẽ không đấm thẳng hết như thế này, không nắm hết lực như thế này. Mình chỉ đấm đều cái tay như thế này. Đó, để mục đích để tập làm mỏi mấy cái phần vai như thế này. Đó, nó sẽ bổ trợ với mấy cái phần vai của mình, mình sẽ được làm nóng hết toàn bộ cái vai. Các bạn tập sẽ, các bạn sẽ hạn chế độ bị chấn thương nha các bạn. Đó, mình sẽ đấm thẳng như thế này, 3-4. Đó, 5-6. 1-2. Trong cái phần này á, khi mình đấm 1-2 mình quá mỏi rồi, mình đừng, các bạn đừng cố gắng buông nha. Buông là nó sẽ, mình sẽ lại phải làm, nó sẽ dạng như là nó
giống như bị reset lại như ban đầu vậy. Khi mà các bạn quá mỏi, các bạn chuyển qua 5-6 này nè, đó, nó sẽ đỡ mỏi hơn. Khi mà hết mỏi mình sẽ chuyển nó lại. Đó, làm sao cố gắng cái bài tập của mình nó xuyên suốt. Nãy giờ mình đã làm một phút rồi nè. Đó, qua cái một phút này nó sẽ rất là mỏi nha các bạn. Nó sẽ làm đều. Rồi 5-6. Làm một. Đó, ráng. Lưu ý nha, đừng lưu ý nha, đừng có cố gắng mà mình dạng như là mình đấm mạnh như vậy thôi. Mình chỉ cần làm ráng làm đều như vậy. Thôi, trong cái phần này nếu mà các bạn mà dạng như là mình hơi bị ngưỡng á, mình có thể chia ra 1, 2, 10 giây, 10 cái, 5, 6, 10 cái, 3, 4, 10 cái như vậy đúng không? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nếu mà các bạn chuyên nghiệp hơn một chút nữa, 1, 2, 5, 6, 3, 4 vậy đó, giống mình vậy nè. Đó, làm sao để cho động tác mình nó liên tục. Rồi 10 giây mình sẽ tốc độ nè. Rồi nè. Rồi. Ok. Rồi. Và tiếp theo mình sẽ vô phần tập trung vô phần chuyên môn. Rồi, và cái phần này mình sẽ lên lại 3 phút nha các bạn, để cho nó phù hợp với một hiệp. Một hiệp đấu thường thường của mình là sẽ là 3 phút. Thì trong cái phần này á thì mình đầu tiên mình sẽ tập trung vô cái bước di chuyển. Nếu các bạn mà kèo phải thì các bạn có thể đứng như thế này, còn cái mình là mình kèo nghịch đó nên mình thì đứng như thế này nha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đứng theo kèo giống như các bạn luôn. Mình đứng đó rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ thì một mình sẽ bắt đầu tập di chuyển trước. Kết hợp di chuyển. Đó, di chuyển. Rồi. Di chuyển. Tập quan sát. Sẽ có 3 phút không? Đó, mình sẽ di chuyển. Đó, tập vô cái di chuyển của mình. Rồi bẻ góc nè, đó. Đó, quan sát. Ví dụ đối thủ, ví dụ như mình nè, mình mò thai đúng không? Đối thủ quýnh mình có thể lóc. Đó. Đó. Đó, chết di chuyển. Đã đạp, phụp. Lóc. Đó, đối thủ tấn công mình lui, đối thủ tiến. Đối thủ lui mình tiến. Đó, di chuyển. Sẽ ngã đòn. Di chuyển. Đó. Mình sẽ có 3 phút tập di chuyển nha các bạn. Khi mà bước di chuyển của mình nó linh hoạt á, thì mà khi mà mình quýnh á, đối thủ mà dạng đối thủ tấn công mình sẽ lui. Lui, quýnh phản lại. Bụp. Đối thủ lui mình sẽ tiến. Đó, có được lui. Đối thủ tấn công mình đẹp. Đó, mình sẽ tập bước di chuyển với mình, đừng các bạn đừng đứng như thế này. Ok, rồi, di chuyển. Chuyển rồi, mình chuyển cái khế của mình nè. Thế mình anh đây hay đứng nè, mình sẽ linh hoạt hơn. Chép, đồ tấn công. Đạp, ôi di chuyển. Lóc. Oh. Oh, lóc trái, lóc phải. Chép. Oh. Chép. Chép, chép. Đó, đối thủ tấn công này, đối thủ đá này. Búp, đối thủ đá, búp. Đó, chuyển. Lóc. Đồ tấn công mình, đạp. Búp. Lui đạp, phụp. Đạp chân sau, phụp. Đổ keo nè. Chép đối thủ đá nè. Phụp. Đối thủ đá đầu nè. Trong một 3 phút này mình sẽ có mình chỉ tập di chuyển thôi nha các bạn. Đối thủ đá nè. Phụp. Chuyến nè. Tấn công nè. Tấn công nè. Lui nè. Hồi đạp nè. Phụp nè. Lóc nè. Lóc nè. Chuyến. Chuyển. Đạp nè. Lóc nè. Lóc nè. Đối thủ đá đâu nè. Đối thủ đá trụ này nhảy nè. Đối thủ đá trụ mình nhảy nè. Rồi nhảy nè. Đá lại nè. Đó. Chuyển. 30 giây cuối. Đó, mình sẽ di chuyển nhanh hơn chút nữa. Đó, đối thủ. Ví dụ mình tưởng tượng đối thủ đấm mình. Lắc đấm. Đó, đối thủ né. 15 giây cuối. Chuyển nè. Lóc à. Né nè.
Ok, mình sẽ thở 30 giây. Nãy giờ mình tập di chuyển rồi, giờ mình sẽ tiếp theo, mình sẽ tập kết hợp rồng tay. Đầu tiên mình sẽ có 3 phút, thì mình sẽ có 1 phút kết hợp đổ đồng giáp, 1 phút kết hợp đồng tay số 2, và 1 phút cuối mình sẽ kết hợp đồng tay 1-2 lại kết hợp với di chuyển. Đầu tiên mình sẽ làm đồng giáp trước. Rồi, vô. Sẽ có 1 phút. À, rồi, chuẩn bị 3 phút bắt đầu. Go. Kết hợp, giáp, di chuyển, giáp. Đó, mình sẽ giáp 1 cái, 2 cái nữa. Giáp, một cái. Rồi, lưu ý tay này thủ đó nha. Giáp, 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 di chuyển, có 1 phút. Chép, chép, di chuyển. Đó, mình có thể, ví dụ như mình môi thái, mình có thể lóc lên. Xong mình chép. Đó. Rồi, chép. Lui. Di chuyển. Chép. Rồi. Chép. Rồi. Một cái. Với mạnh nè. Rồi, hai cái nè. Đó. Mình phải ép dùng di chuyển nhịp chân để cho linh hoạt nha các bạn. Chép. 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 Rồi. Rồi, rút chân lại, rút chân lại hai cái nè, bạn như cuối nè. Rồi tiếp theo đồng tay số 2, di chuyển, kết hợp di chuyển. Có thể quýnh hai cái như sau nè, quýnh số 2 xong rồi bước lên 2 nè. Rồi, chuyển nè. Ai mươi giây, một cái nè, tăng di chuyển nè, lóc nè, bốn hai nè, bang nha, lóc kéo nè, bốn hai nè, bang chuyển, bốn hai nè, bang nha, chuyển. Bang, 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 bang. Rồi một phút cuối kết hợp đồng chép và đồng số 2 tay số 2. Bang, bang. Kết hợp hai chép nè. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. 1-2-2 nè. Chuyển. Một hai nè, chuyển nè, ôi tấn công nè, phăng phăng là lui nè, tấn công lại nè, phăng phăng nha, chuyển, chép à, chép hai tay số 2, bung bung bung, chuyển, bung bung, phăng phăng, chuyển. Chân chân nha, chân chân nha, chân 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 nha, chân chân nha, chân 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 nha, chân chân chân. Ok, nghỉ 10 giây. Tiếp theo, hiệp này mình sẽ kết hợp đồng tay 3-2 và 5-2. Đầu tiên mình sẽ quýnh 3-2 trước, mình sẽ kết hợp với di chuyển là quýnh 3-2. Chuyển 3-2, bang bang. Bang bang. Chuyển. Chuyển. Bọn có thể cắt chép. Chép được cắt được ly nha. 3-2. Bang bang. 3-2. Bang bang. 3-2. Bang bang. Chép. Chép. 3-2. Bang. 3-2. Bang. 3-2. Bang bang. Chuyển đi, chuyển. 3-2. Bang bang. 3-2. Bang bang. 3-2. Bang bang. Bang bang. Rồi, tiếp theo. Một phút tiếp theo mình sẽ chuyển qua 5-2. Bang bang. Chép, chép. 5-2. Bang bang. Chép, chép. Bang bang. Lóc nè. 5-2. Bang.
Năm hai phanh. Năm hai phanh. Chuyển đi, chuyển đi, chuyển. Phanh phanh. Các bạn lưu ý nha, khi mình đấm á, mình đừng quăng hết cái tay. Đấm mình gió giữ cái tay lại, kéo tay về nha. Phanh phanh. Đó, kéo nhanh về. Phanh phanh. Phanh phanh. Bang bang. Bang bang. Rồi một bước tiếp theo. Kết hợp 32 và 52. Ồ vô. Bang bang, bang bang. Có thể làm ngược lại. Bang bang, bang bang. Đó, làm nhanh lên. Bang bang, bang bang. Đúng chứ. Bang bang, bang bang. Chưa đi. Bang bang, bang bang. Làm 4 lần vậy nha. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang. Đi tiếng, đi tiếng. Có hợp này, có hợp lóc này. Bang bang, bang bang. Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang. Khi mệt quá, mình có thể di chuyển kết hợp nhịp thở để điều tiết lại nha. 10 giây cuối. Làm lại một tour nè. Bang bang à, bang bang à, bang bang, bang bang, bang. Ok. Hiệp tiếp theo này. Nãy giờ là mình tập hiệp mình nối 1-2, hiệp nối 3-2, 5-2. Bây giờ mình sẽ cái hiệp này mình sẽ kết hợp tất cả lại nha các bạn. Rồi mình sẽ quấn trong vòng 3 phút. Kết hợp đi di chuyển. Rồi. Ô. 1-2. Bang bang. Năm hai, bang bang. Ba hai, bang bang. Ba hai bước hai, bang bang bang. Đó, mình sẽ kết hợp lại như vậy. Chép, 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 chép. Một hai này, một hai, năm hai, ba hai này. Bang 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 bang. Kết hợp lại, xong kết hợp di chuyển. Trong khoảng thời gian di chuyển này, mình có thể tập né, tập block, block, xong mình quấn combo nó ra nha các bạn. Chép. 3-2-5-2 nè. Bang bang à, bang bang. 4 cái này. Bang bang à, bang bang. 6 cái này. Tinh tinh à, tinh tinh à, tinh tinh à. Hình chuyển. Chép chép. Chép chép 2-5-2 nè. Chép chép 2-5-2 nè. Lại nè. Chép chép à. Chép chép 2-5-2 nè. Chuyển. 3-2-5-2. Bang bang à, bang bang. 1-2-5-2. Bang bang à, bang bang. 1-2-3-2. Bang bang à, bang bang. Di chuyển, di chuyển. Con thủ đá này nè. Đá này nè. 4 cái nè. Bang 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 bang. 5-2-3-2. Bang bang à, bang bang. Chép đi chuyển. Ồ, còn 1 phút 30 giây nữa. Ráng 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 ráng. 1-2-5-2. Bang bang à, bang bang. Chuyển đi chuyển. 3-2-5-2. Bang bang à, bang bang à. Chuyển. 5-2-3-2. Bang bang à, bang bang à. 1-2-1-2. Bang bang à, bang bang à, bang bang à. 1 phút cuối. Nếu mà mệt, mình mệt quá mình sẽ tập đi chuyển. Đi chuyển. Đó, chết. Chết. Rồi chuẩn bị tiếp tục nè. 1-2-3-2. Bang bang à, bang bang à. 5-2-3-2. Bang bang à, bang bang à. Chuyển. Chuyển. 5-2-3-2. Ching ching à, ching ching à. Chép. 3-2-5-2. Ching ching à, ching ching à. 30 giây nữa. 30 giây nè. 3-2-5-2. Bang bang à, bang bang à. 30 giây nữa, rốt lên. Ráng lên, ráng lên. 1-2-3-2. Chinh chinh à, chinh chinh à. 5-2-3-2. Chinh chinh à, chinh chinh à. 6 đòn nè. Chinh chinh à, chinh chinh à, chinh chinh à. Lại nè. Chinh chinh à, chinh chinh à, chinh chinh à. 5 giây. Tiếp không? Chinh chinh à, chinh chinh à, chinh chinh. Ok.
Và hồi nãy giờ mình đã dùng tạ rồi, bây giờ cái hiệp cuối á, mình sẽ thả tạ ra nha các bạn. Để mình tập dạng như là nãy giờ mình cầm tạ nè, rất là nặng nè. Thả ra tập tạ ra mục đích là để tập tốc độ, để cái tay mình lúc này nó sẽ bung nhanh hơn nha các bạn. Và trong cái vòng này mình sẽ thả tạ và kết hợp lại những thứ giống như hồi nãy, giống như cái hiệp vừa rồi đó. Rồi go jab ta nè, bang bang nó thấy cái tay mình nhanh hơn không, một khoanh này nó còn 5-2-3 này, bang 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 jab di chuyển, di chuyển chép chép hai nè, chép chép hai nè, nhớ nè, húp 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 chép hai, chép chép 2-3-2, chép chép 2-3-2 di chuyển, chép chép 5-2-3-2, chép chép hô chép chép bang 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 bang. Đó, cái tay mình sẽ nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Đó, cuối giờ những cái bài tập và dạng tập chính á, mình cầm tạ hay là mình tập tạ, mình nên có một cái bài hiệp cuối như thế này để dạng như là nó vừa thả lỏng, vừa mình vừa tập giãn cái cơ mình ra, mình sẽ nhanh hơn nha các bạn. Chíp chíp giống như là vừa thả lỏng luôn vậy. Chép chép ba, chíp 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 chép năm hai, chím 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 năm hai ba, chím 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 hai tay nhanh hơn không? Diễn ô chép chép 1-2-5-2-3-2 chép chinh 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 chép chép hai chinh 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 năm hai chinh 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 thấy không, nhanh không? Thấy không, thấy không? Chép chép băng băng 5-2-3-2 băng 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 4 cái này 5-2 này 3-2 các bạn không? Thấy cái tay mình nó sẽ nặng hơn, nhanh hơn. Chép nè, 3-2 nè, 5-2 nè, 5-2-3 nè, 2-2 nè, chép nè, chép nè, chép nè, chép nè. Còn 1 phút nữa, 3-2, 2-2 nè, một phút nữa, đánh lên tốc độ, tốc độ tinh 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 năm hai này, tinh tinh ba này, bốn cái này, chép chép vị trí mà quá điều tiếp như thở, hít thở, hít thở 30 giây cuối, đánh lên. Bây giờ mới 30 giây cuối này. Một khóa này. Tinh tinh. Anh 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 anh. Bốn cái này. Anh anh 5-2. 3-2 này. Chép chép. 3-2 này. Bum bum. 5-2. Bang bang. 3-2. Bang bang. 5-2. 3-2. Bang 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 bang. 6 cái này. Bang 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 bang. 1-2. 1-2. 1-2 này. Bang 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 bang. 5-2. Bang bang. 5 giây cuối. 5 giây cuối. Bang bang. Bang bang. Đánh lên, bang 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 bang, ok, quá mệt. Đó, đây là cái bài mình tập. Nói chung là cái bài này mình thường sử dụng tập luyện trong tập luyện của mình nha các bạn, để tập để chuẩn bị những trận đấu lớn chẳng hạn. Nhịp tim lên khá cao. Thì sau cái bài này xong, các bạn có thể dạng như là đến bài tập cơ bụng. Đó là dạng tập cơ bụng nữa. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói xoay quanh về cái vấn đề shadow và kết hợp đoàn tập trung vào đoàn tay số 2 nha các bạn. Cái video này nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể dạng như là mình coi nó là một cái bài, các bạn có thể dạng như là áp dụng trong cái buổi tập của mình để hỗ trợ phần tay số 2 của mình chẳng hạn, để giúp cái tay số 2 của mình nó mạnh hơn, nó nhanh hơn. Các bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một chia sẻ nha. Và chờ đón những video tập luyện tiếp theo của mình. Mới thấy tại nhà. Cảm ơn các bạn.